Mời cộng đoàn cùng lắng nghe Thánh Vịnh 15, 14. Ai được vào ngủ trong nhà Chúa? Lạy Chúa, ai được vào ngủ trong nhà Chúa? Được ở trên núi Thánh của Ngài. Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng. Bụng nghĩ sao nói vậy? Miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào. Chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. Lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời. Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nào núng chuyển lay bao giờ. Amen.